phẩm này là ngon nhất nè, cho ta. Cái gì đó điện ông cậu của chính chị lúc chiều hôm qua thì có điện rủ cậu xuống ăn cơm mà ông cậu không có ăn, ý không có xuống được, rồi lúc tối lại mẹ điện hỏi thăm mà sao điện không được, thì sao giờ tới sáng gọi cái nữa mà gọi cũng không được. Tới điện như là ai nói gì tự ấy là gọi là máy đang bận đúng không, bây giờ gọi không được luôn. Kỳ vậy ta, chắc con hồi chạy lên kiếm quá. Dạ, cho xin chào cô chú anh chị và các bạn xem kênh luôn nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Con chào cả nhà nha. Thì hôm nay cũng là một ngày khá là đặc biệt đó cô chú, là ngày lễ 20 tháng 10, ngày Người Phụ Nữ Việt Nam. Ở đây thì mấy chị em không có quà gì quý giá tặng cho mẹ hết á, cho nên là sẽ làm một cái bữa tiệc nho nhỏ để mà mong muốn là mẹ sẽ vui hơn sau những ngày làm việc mệt mỏi. Thì trước tiên thì con cũng chúc mẹ có một ngày lễ 20 tháng 10 thật là vui vẻ và hạnh phúc luôn, lúc nào cũng khỏe mạnh và vui vẻ, cười hoài cười mãi luôn. 20 tháng 10 là dành riêng cho phụ nữ hay sao con? Dạ, là ngày phụ nữ Việt Nam con. Vậy là gồm 3-4 người mình luôn. Con muốn dành sự đặc biệt cho mẹ trước. Tiếp theo nữa thì cũng muốn chúc bé Thư với lại bé Út với lại tất cả các cô, các dì, các mẹ, các chị được có một ngày lễ thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình luôn. Thì bữa tiệc nhỏ hôm nay thì ở đây mấy chị em cũng có chuẩn bị được ít đồ ăn nè cô chú. Thì bữa nay mình sẽ nấu cù lao nha. Lâu lắm rồi mới nấu lại cù lao. Cù lao thì ở đây mình có chuẩn bị nước súp, thì ở đây mình có chuẩn bị được cục xương ống nè để hồi mình nấu nước súp. Ngoài ra thì có chuẩn bị được ít dầu trường với lại trái tim, do nhà mình thì cũng không có thích ăn gan á, cho nên là cũng không có chuẩn bị. Ở cái này thì mẹ cho đem đánh chả cá nữa, mình gói bắp cải á nè. Mẹ gói bắp cải với mẹ gói hột tiêu cực. Dạ. Rau thì mình có chuẩn bị được nấm rơm, cải đỏ, cải trắng với lại bắp cải. Vô tay thì đang làm gì vậy vô tay? Vô mực. Mực. Vô tay thì xé chấm mực với lại mình có một miếng tôm khô nữa. Biết ông cậu làm gì mà sao điện không được gì chứ? Hồi hôm mẹ điện cũng không được luôn. Kỳ gì không biết. Điện thường cũng được mà điện Zalo cũng được. Bữa nay cúp điện thì chắc điện Zalo thì không được đi, mình điện thường cậu sao? Cậu có xài mạng đó mẹ, cậu dạ có mạng, dạ có con gọi thì đấu chuông nhưng mà không nghe máy thôi. Chắc năng chạy xe xuống đi. Giờ mà cậu xuống ngay lúc này chắc mình bất ngờ lắm á. Mấy hôm nay thì cậu cũng bệnh lại, thành ra ổng cũng không có không có được khỏe. Điện thì điện vậy thôi chứ cậu chắc ổng không có đi được. Cậu si vậy. Giờ ổng có mặt ngày nào thì mừng ngày nấy vậy cô chú. Chứ giờ thấy không ổn. Mình thấy thì mà thấy cái mớp thì thả vô nước cho nó ngọt là hết bài. Ở bên đây là đủ loại bông trang luôn. Màu nào cũng có hết. Mớp mình bây giờ hơi cháy khủng khiếp à. Có vài trái à. Ôi. Thì chiều chị nào về bánh hái về bánh mới ăn ra. Dạ. Với trái mớp này ngộ nha. Rồi. Mớp bị hay rồi. Ngon quá trời. Ôi ở đây nè. Ở đây nó ra bông nữa rồi. Trời ơi, nó ra 2-3 trái rồi. Cái nhỏ này ăn ngon dữ lắm. Ở này 2 trái ạ. Trái đó hư rồi hả? Trái hư. Trời ơi, có trái bự ngoài đó. Cái này bé mà cân cho chị Điền hết rồi. Hơi hơi vậy là chị Điền thích rồi nè. Cái nhỏ này về. Chị Điền dễ bán. Ấy không, còn đâu thôi. Ngoài đó còn không? Dạ không, ngoài đó mới đậu trái nhỏ à. Có cái trái đó bự quá trời, chắc cắt luôn nha. Ồ, trái này không chừng lấy vô để vô nước ngọt được rồi nha. Chắc chắn hồi cô lấy á. Ủa, trên đó cũng còn chép bự nữa kìa.
Ơi, trái mốt giống của mình khô rồi nè. Khô rồi. Trồng được rồi đó. Trồng được rồi. Còn ở đâu nữa không ta? Ở trên đó anh. Quá trời luôn. Thấy hàm quá. Dạ có chút xíu là được 5 trái mốt à. Còn dây ở ngoài dữ lắm. Cầm nhìn nhau. Cắt rồi hả? Cắt rồi 6 trái rồi đó. Hôm qua mình cắt rồi hả? Cắt rồi 6 trái rồi đó. Rồi. Con bao con để vô luôn à. Con bao con để vô nè, xúc đi. Quá trời trái mất vậy không? Mấy trái bạn, trái mọc hả bạn? Trái được rồi con. Trái quá trời trái. Trái được nhiêu rồi tay? Không có điếm. Còn mấy con nữa? Con nhiều quá. Còn nhiều quá hả? Bữa nay cho tay nhận nhiệm vụ xếp khô mực. Anh đang mang lên. Ăn mấy giờ nhiều lắm. Chắc ra ai vậy mà. Cắt ra làm hai. Trời, xé cũng kỹ quá hả? Xé xấu quá ăn luôn. Xé xấu quá ăn luôn hả? Thả mấy cái này vô. Cái hai chạy đi. Chạy đi lấy đồ rồi. Chúng ta đi lấy bánh. Thả mấy cái đó vô cho nước nó ngọt. Có thấy đường không mà sao bắt đèn xe vậy ta? Có thấy đường không mà sao bắt đèn xe vậy? Phải chạy nhanh chút nữa à, là hết có bắt xe ăn luôn rồi. Sao vậy? Trơn không vậy? Không phải, cái anh kia ảnh chạy xe mà ảnh nhịn đau không à. Cái ảnh chạy hết cái lệ của mình luôn. Chúng vậy à? Mấy con ẩu giật mà nó chạy. Không muốn gục cái gì không biết nữa. Bắp càng không? Chứ không có bắp càng. Trời ơi, không bắp càng cho ổng tỉnh. Ổng thấy chứ không giật mình nó chơi, ổng lách lại chứ thôi là chút xíu nữa. Tại thấy ông em mình tao bắp càng. Mà không trúng chép à? Không sao, phải trúng là giờ này em còn bánh kem luôn. Vậy là được rồi. Bánh. Bánh đẹp quá. Cô ơi, bánh đẹp quá cô ơi. Bánh này là bánh tay yêu thích nữa. Không đi sinh nhật. Tới này hết chưa tay? Còn cái. Còn cái. Còn đứng cái hả tay? Không biết luôn. Trời. Tay ơi, chứ này ăn cục chả rất dai dữ rồi tay. Ăn cục chả sức rồi. Cái cục chả này trong lúc giận ngay. Cục chả này trong lúc giận ngay á. Út giận tay ấy nè. Đâu nãy Út mới nói nè, Thư nè, Thư nè bể bọc cái bụp đó. Thư nè. Ôi bể nha. Giao tay lì ha. Là đây nè, giao tay nè, giao tay nè. Cái này cũng là được cô chú anh chị chỉ mình à, cô chú lúc trước là mình đánh bằng cái muỗng gì nè để cho cô mình đánh. Mình lúc trước là mình quết. Mình quết cho chả nó chai, nó dai. Quết bằng tay thì nó lẹ. Dạ. Nó quết thì khỏe. Mình đi rửa mình trộn. Nặng tay chưa? Dữ lắm à. Cứng tay nha người ta. Được rồi đó. Về nha. Nãy giờ Út làm mấy việc rồi tay xong mực chưa? Chưa hả? Thôi kệ, xé từ từ tới tới chiều còn lâu mà hết tay. Rồi xé chứ hai dân vũ cho anh tám được à, một con mực mà xé hồi còn có phần tư à. Có đâu, mẹ giao đó. Mẹ nói là tay phù hợp với việc đó nhất đó. Bắp cải nhiều đi, bắp cải khi nào quá ăn cũng hết rồi để mẹ nấu mì rồi ăn cũng được con. Còn bắp cải này mình ăn bữa một. Cái này cuốn cái này khéo quá ta. Cái này mà con nhớ hồi đó người ta có cuốn với trứng hay gì đó mẹ. Có. Chiên trứng lên đó chứ. Là cuộn vô hả? Cuộn vô rồi quét vô. Cuốn làm không ạ? Dạ thôi mẹ ơi vậy được rồi, như vậy là ngon lắm rồi. Cuốn vậy hồi mình hấp hay mẹ? Con, để sáng mình nấu mì hay là gì mình ăn sáng mình để mặn lúc thôi. Dạ. Cũng ngon. Xíu mình cuốn bằng bắp cải thêm miếng nữa mà. Miếng bắp cải bỏ vô cù lao. Cho tay xé mực rồi chưa? Trời mực thì hết buổi sáng rồi. Ủa xé khéo quá.
Nó xé nhỏ xíu luôn mẹ. Ủa nhớ đâu có nãy giờ đâu có dạy nó đâu mà sao xé xéo dữ vậy ta? Để biết sao? Nó tao đồng muốn. Tại vì mấy miếng bự ăn hết rồi. Còn mấy miếng nhỏ là chừa lại. Vô tay nói là cái nào đẹp vô tay mới chừa, còn cái nào xấu là vô tay thử hết rồi. Cho nên là trong đó đâu có xấu đâu. Rồi gần như nhếp 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 hoài. Ngốc từng cà từng ớt gì không tay? Cái gì vô tay gì chỗ nào mà không trời không đất gì đó. Bỏ vô miệng sắc. Bỏ vô bao. Bài chim mình nó kêu quá trời. Kêu chít 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 vậy. Như đàn gà vậy á. Một bầy luôn hả thầy? Ở đây chắc bự đó nè. Giờ mình sắp một cây lên rồi mình tận dụng cái này mình hấp luôn. Thế nó nhiễu cái nước ngọt xuống. Ớt cái thau này một hồi nữa là dư ra thêm cái cù nữa. Đúng rồi, mình trụng xương hết rồi. Tất cả cũng trụng xương luôn. Cái này là tôm khô. Khô mực. Em thấy hấp dẫn rồi đó nha. Cái bên đây là dồi trường nè cô chú chị. Mấy cái này ăn rất là ngon luôn. Nhưng mà nó mắc hay mà. Mắc. Dồi trường thì lúc đem về mình cũng có làm sạch, mình cũng có lột trước. Dạ. Mình cũng lột qua rồi hết. Giờ mình sắt, mình bắt, mình ốp luôn không mẹ? À không. Dạ. Vậy là sắt lên cù lao nhỏ. Mình sắp, đây mình sắp lên trên mặt ha. Cái trưởng hôm giờ là thèm cù lao. Thấy có con khô mực, thôi để ra nấu cù lao ăn. Thấy vậy chứ con nấu cù lao là đặc trưng là nó có tôm khô với khô mực nó mới ngon nha con. Dạ, nó ngọt. À, chế gì chế chứ cái đó là không chế được. Giờ bắt đầu mình bắt cù lao. Bữa nay mình ăn cù lao ấy chứ không có ăn cù lao dung của mình. Cù lao xưa. Cù lao nhãn. Giờ ít thấy hay là? Có, mình có một cái. Mà hình như đi trong sóc trăng thấy nó không con. Ừ. Cái này đồ mình thấy vậy sắp lại là cũng bộn lắm nha. Ừ. Nhiều lắm luôn á. Ừ. Cho cô này đi thịt. Ô mày gắt cái gì vậy? Chả này làm ngon lắm. Chả này phải khen Út Thành nè, đánh chả cá chất lượng luôn. Chất lượng không chứ? Chất lượng. Quá chất lượng. Cho đồ cái này. Dùng dĩ dèo nữa rồi mẹ. Ừ. Cô lao dung mà. Cô lao dung mà. Lao nhãn mà. Lao nhãn phải không? Cho tỏi phi cho ngò ghế cho tiêu vô nữa ha. Rồi sắp bông lên. Có thành đem con bút cu phai nắng cái nó gáy liền nè. Ừ. Thấy vậy chứ con người ta mà cũng có nắng có sự có gió đi. Rồi nó mới đỡ nè. Chứ không có nắng cũng khó chịu. Ra mồ hôi cũng được á. Anh trời, kêu kìa đó con. Đó, tới rồi. Ăn tới đâu mình chăm tới đó. Nãy giờ cô chưa thấy cái bánh đúng không? Chưa. Bánh quá đẹp. Ồ, bánh này đẹp quá ha. Hèn chi tay mới hỏi mẹ, nãy giờ mẹ có thấy cái bánh chưa? Quá đẹp. Cái này cho ưu tiên cho phụ nữ đi. Quay ra. Đó, quá đẹp. Bên này mẹ ướt đi nha. Mẹ thích không mẹ? Đẹp thấy phụ nữ. Ủa lộn, cái này 20 phụ nữ. Cái này là 10. Phụ nữ Việt Nam. Cái đấy Việt Nam. Đẹp quá. Là ngày phụ nữ Việt Nam dùng lên nữa phải không? Giờ trước khi nhập tiệc á thì con mấy chị em con tặng mẹ cái bánh kem. Con chúc mẹ có một ngày lễ thật là vui vẻ và hạnh phúc luôn. Rồi mẹ cảm ơn mấy đứa. Mẹ thích không mẹ? Rất là thích luôn. Thì cái ngày này là ngày chung của phụ nữ thì mẹ cũng chúc thư con vô tay rồi cô chú anh chị gần xa người nào phụ nữ là hưởng chung vui với gia đình cù lao nhãn nha. Con cũng chúc cô 20 tháng 10 vui vẻ nha. Con chúc cô có thật là nhiều sức khỏe hơn và luôn luôn vui vẻ nha sức con. Sức khỏe là dạ hay còn. Dạ. Cảm ơn con. Gà tay có chút mẹ gì không? Đang soạn dạ. Văn thơ bộ dữ lắm rồi hay lâu quá vậy? Mẹ ơi, tới 20 tháng 10 con
con sẽ tặng mẹ một bài múa. Con có cái điệu gì đó. Con múa là điệu gì? Múa gì vô tay? Giờ không thôi, giờ mình vừa hát mình vừa múa ra. À, con hơi hát kìa, con múa đây. Ôi, em không biết bài đâu. Bài này là nó dành riêng cho mẹ. Rồi đâu con tặng mẹ cái gì đâu con nói. Con nói con chúc mẹ. Ờ, à, chúc mẹ hả? Chúc mẹ 20 tháng 10 vui vẻ, vui vẻ sức khỏe. Rồi, cảm ơn con nhiều. Rồi, hay quá. Nhân ngày này thì Thành cũng gửi lại chúc tới cô, dì, chú bác trên trong và ngoài nước luôn, nhiều sức khỏe luôn. Rồi đặc biệt là bếp trưởng. Cảm ơn con nhiều. Trẻ mãi không già. Ê, cô mẹ đây mẹ vậy. Thôi giờ mình nhập tiệc đi, sao vậy đó. Mời cô chú anh chị bữa nay ăn cù lao với gia đình nha. Anh cũng mời cả nhà nha. Tiếp hai xong lấy cho chú anh chị dùng tiệc luôn nha. Bữa nay mình ăn tiệc. Mời bà cái cù lao của mình làm dung dĩ dèo luôn cô chú anh chị. Thường thường ta nói cù lao dung mà. Nhà mình thì cũng ở huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng. Mà ăn cù lao dung thì ăn cù lao thì cũng phải ăn cù lao dung luôn. Ở đó mình ăn cù lao than nha mẹ. Đấy mình than. Bây giờ hiện đại hơn rồi mình sử dụng bếp cái món ăn này mà thiếu ông cậu là nó mất mất vui luôn á. Tại vì ông cậu cái món ăn này là ông cậu ăn được rồi con. Ăn không được thì húp nước súp cũng được. Dạ. Ông cậu đâu mất tiêu. Cái để nữa mình múc riêng cho ông cậu lên miếng. Ông ấy một chút nữa mình ăn cái tiệc này xong mình chạy lên kiếm ông cậu coi. Dạ. Vô tay vui gì cười dưới ta. Nay vô tay có được cái bánh này. Tặng mẹ nhưng mà vô tay hưởng thôi. Bánh gà tay ướt ngày nào cũng là ngày lễ. Nhà trường nó giòn sực sực ngon hết rồi. Mẹ ăn nào con gắp đây mẹ. Nãy giờ con thấy mẹ tấm tắc khen dòi trường. Cho một giá luôn. Nó già luôn. Cù lao này mà lúc mệt mệt húp cũng ngon lắm chứ bà. Cù lao mình thích chấm với lại nước tương ớt cay nha. Ớt mà phải ớt hiểm dầm ra nữa mới ngon ha. Ớt hiểm dầm nè. Giòn thấu luôn nha. Giòn thấu luôn. Giòn. Nhà mình thích ăn cái gì đó lắm luôn cô chú anh chị. Giò trường hình như nó cũng ngon trong con heo. Nó ngon nhất. Mắc nhất. Hôm bữa mình ăn đồ lòng khìa thì cô chú cũng thương người vô nói cũng góp ý nói thì mình cũng hạn chế không nên ăn nhiều tại nó cũng không có tốt á. Dạ. Thì nhà con thì cũng lâu lâu mới ăn lần cô chú chứ mình không có ăn thường mà lâu lâu thì thèm thèm thì mới ăn lần thôi nhiều khi năm ăn chừng một hai lần à nhà mình cũng không có ăn thường đúng rồi mấy cái đó ăn nhiều quá cũng không tốt đúng rồi còn ở nhà thì mình bắt được con gì mình ăn con đó. Thì mà vui quá trời gì cười vậy. Tự nhiên có đồ ăn ngon, có bánh ăn nữa. Vui quá. Dương vô tay. Từ hồi mình làm YouTube tới giờ mình được tiếp xúc với nhiều cô chú anh chị gần xa, mình cũng học hỏi thêm được nhiều điều rất là hay luôn. Hồi trước á đối với ở chỗ đối với gia đình của mình ha là không có lễ lọc gì hết trơn á cô chú, ngày nào cũng là ngày bình thường hết trơn, ngày nào cũng như ngày nay chủ nhật không có lễ gì hết trơn á. Nhưng mà từ hồi mình quen biết được nhiều cô chú rồi cũng giống như những năm đầu thì cũng được cô chú gợi ý cho mình là những ngày lễ mình nên làm thế nào để biết được thêm ngày của cha ngày của mẹ những ngày chủ nhật là lễ của ông thầy. Dạ. Ngày của cha, ngày của mẹ là lần đầu tiên là đặt đó là chú Vinh. Dạ. Chú Vinh ổng nhắc mình, ổng nói với mình, mình ra mình mới biết chứ mình cũng không biết.